khoảng một tháng gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết và điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, thành phố Hà Nội tăng gấp 2-3 lần so với trước. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ là bị sốt bình thường thôi, bởi vì hôm đấy trời mưa ấy, em đi mưa thế là xong cứ tưởng là ốm bình thường, nhưng sốt 2 hôm không thấy đỡ, đi vào thì xét nghiệm máu thì có bị sốt xuất huyết. Hai bạn sinh viên này sống cùng khu nhà trọ và đồng thời cùng bị mắc sốt xuất huyết. Trong những ngày đầu của bệnh, vì sốt cao, mệt mỏi nhiều nên cả hai đã gọi bác sĩ Tư về nhà truyền hạ sốt và 2 chai nước. Tuy nhiên sau đó tình trạng không đỡ, tiểu cầu giảm mạnh, cả hai đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bà em bị ngay hôm trước thì hôm sau mình bị thì hai anh em gọi truyền nó đỡ được một lúc đấy thì hôm sau nó vẫn sốt cao thì bạn bè đưa đi viện luôn. Đầu em bị đau đầu, sau đó uống thuốc thì không đỡ, xong rồi bạn sau đó là lên cơn sốt, sau đó bạn em gọi bác sĩ Tư đến truyền nước tại nhà cho em nhưng mà vẫn không đỡ. Nhiều người khi mắc sốt huyết cảm thấy mệt mỏi, rã rời, sốt cao, đi đứng không vững và không thể ăn uống nên tự ý truyền dịch với hy vọng bệnh nhanh khỏi. Việc tự ý truyền không thể giúp bệnh nhân cải thiện ngay được tình trạng bệnh mà còn làm nặng thêm. Ở những cái mùa dịch trước thì chúng tôi cũng đã gặp những cái tình trạng đấy không được tuân thủ đúng, thì dẫn đến là có truyền dịch nhưng mà cái việc truyền dịch đấy đã không hiệu quả và làm cho tình trạng thoát huyết tương mạnh hơn, rõ đó là dẫn đến cái tình trạng sốc giảm thể tích và nó dẫn đến một cái vòng xoắn bệnh lý luẩn quẩn, đấy là tổn thương gan, tổn thương thận cũng như rối loạn về thăng bằng kiềm toan, và khi đến được vận chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì đã trong tình trạng nguy kịch rồi. Nếu mà được hỗ trợ như của nhân viên y tế mà truyền nước trong những lúc sốt cao, những cái ngày đầu thì cũng được. Thế nhưng còn những ngày sau thì phải căn cứ vào những cái khám của bác sĩ cũng như là kết quả xét nghiệm để không chỉ định truyền dịch lan tràn, bởi vì nếu mà truyền dịch lan tràn thì rất dễ bị thừa nước và nguy hiểm đến tính mạng. Sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm, do vậy để bảo đảm tính mạng người bệnh, tuyệt đối không được tự ý truyền dịch tại cơ sở tư nhân. Việc truyền dịch phải có chỉ định của bác sĩ tại cơ sở y tế cho phép để khi có sự cố được xử lý kịp thời. Do cái máy ba ngang cái khớp cổ chân, còn bên phải thì